Một cái chia sẻ nữa tới cho chị em mà mình thấy cái này cũng hay lắm nè. Ở bên shop á, cái này là dành cho mấy chị em mà đang học mới chuẩn bị đi lên mẫu nha. Mấy chị em hay mấy em gái nào đang học chuẩn bị lên mẫu nhưng mà mình chưa có cứng tay, mình đang tập luyện ha. Thì chị em mình có thể mua cái đầu kim bút bi này ha. Gắn vô cái máy này nè, gắn vô cái máy này. Cái máy này gắn vô ha. Mình bỏ dây điện vô, mình để máy mình đi bình thường và mình kiếm người nhà mình á, ai cũng được hết. Đi trực tiếp ở trên đây, đi trực tiếp ở trên người được luôn, đi chân mài, đi đi xe chót, đi sợi, đi trên người mình luôn để mình cảm nhận và mình canh cái độ mà mình không có sợ là mình phải đi kim lên lỡ đi không đẹp và hư của người ta. Còn này là cái đầu kim nó là bút bi thôi, mình đi xong mình dùng cái tẩy trang mình rửa là sạch ha, và cái da cũng không bị vấn đề gì hết. Cái thứ hai nữa là mình dùng cái đầu kim này, đầu tiên mình sẽ cảm nhận là mình đi ở trên lực, giống như mới hổm mình có hướng dẫn á, đi ở trên cái tay của mình để cảm nhận coi cái lực của mình á, nó có quá mạnh hay không hay nó có quá nhẹ hay không. Khi mình đi mình cảm nhận được rồi thì nếu như mấy chị mà không có người mẫu á, thì có thể là vẽ cái chân mày trên cái bắp đùi, trên cái chân của mình á, mình căng da và mình đi. Còn khi mà mình có người mẫu, mình mượn được ai cái mẫu á, thì mình đi cái này lên trực tiếp lên da người ta luôn thì cũng không gây hại, không đau, không gì hết, nó chỉ là bút bi thôi nhưng mà nó hoạt động y chang như một cái cây kim phun, nó hoạt động như y chang như kem phun. Nên bởi vì là mình thấy cái này rất là hay, là để cho mấy chị là có thể tập mẫu và tập người nào cũng có thể cho mấy chị mượn mẫu được mà người ta không có bị vấn đề gì hết nha.